binh còn lại, chúng ta sẽ đứng lại gần nhau. Xin cảm ơn sân trường Việt Bảo Hoàng Ứng Sơ Chu Tấn Văn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quan trọng và kịch tính nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Is the moment we have been waiting for all evening. Ladies and gentlemen, Vietnam. And the winner is the next gentleman is một lần nữa xin mời diễn viên, người mẫu Kim Lý và Mr. Phạm Duy Khánh, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền Man of the Year, sẽ được trao giải Á Quân 1 Man of the Year Việt Nam 2022. Và những thông tin mới nhất đến từ The Next Channel, quý ông Hoàng Mỹ.